Thưa quý vị, những ngày qua, công trình xây dựng ở số 217-219 Lê Duẩn, phường Thân Chính, quận Thanh Khê. Trong quá trình thi công, phần móng đã khiến một nhà dân kế bên bị nghiêng và một đoạn tường rào tại cơ sở 1 của trường tiểu học Trần Cao Vân có hiện tượng nứt. Nhà trường đã triển khai di dời toàn bộ học sinh qua cơ sở khác để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em. Theo báo cáo của nhà trường, công trình xây dựng ở số 217-219 Lê Duẩn đào đất để thi công phần móng xây tầng hầm, làm cho một đoạn tường rào của trường có hiện tượng lún, nứt, phần mềm và cống thoát nước bị sụp. Đồng thời, căn nhà 4 tầng ở số 215 Lê Duẩn nằm kế bên dãy nhà 3 tầng của trường có hiện tượng nghiêng, nguy cơ bị đổ sập rất cao. Toàn bộ 18 lớp học tại đây đã được di dời sang cơ sở 3 tại số 16 Hoàng Hoa Thám. Thực hiện triển khai cái kế hoạch chuyển các em học sinh ngay trong ngày 14 tháng 10, và có thể nói rằng là nhà trường đã lên cái phương án kế hoạch là các em học sinh lớp 1, 2 nhỏ sẽ học 2 buổi trên ngày, và còn lại các em khối 3, 4, 5 của nhà trường thì sẽ học 1 buổi trên ngày. Là tạm thời là như vậy, trong khi chờ các cơ quan chức năng kiểm tra thẩm định và cái độ an toàn của công trình. Hiện Ủy ban nhân dân phường Tân Chính đang phối hợp đơn vị chức năng giám định mức độ ảnh hưởng của công trình, đánh giá hiện trạng và lên các phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho khu vực này, tiến hành chằng chống phần tường nhà bị nghiêng liền kề công trình. Khi có kết quả giám định mức độ ảnh hưởng của công trình đang thi công gần trường cũng như khắc phục đảm bảo an toàn cho việc dạy học, cơ sở của trường tiểu học Trần Cao Vân trên đường Lê Duẩn mới tiến hành dạy học bình thường trở lại.